cất tiền triệu. Cứ này cứ đặt tiền. Rồi đến tuổi có dưỡng mấy đâu già còn chồng không lấy nữa. Có dưỡng mấy đâu thế nào? Trông như cái mụn trông nó thành sẹo sâu như vậy rồi chết cha mày đi. Hỏi từ từ. Có được đéo đâu. Đấy, mẹ định thấy rõ ràng. Nó đang hồi phục, nó còn chưa hết chân nó còn bắn lại lần nữa. Ôi trời ơi thôi, không bắn nữa. Đừng đánh cái tai lái tai đi nhá, lái tai này cái mụn rồi lái tai này là cái sau tai đây là. Là cái gì? Của đấy. Của nó đến đấy. Nhất mà được ở cái lái tai này là phúc hậu lắm. Kinh quá. À, có cái điện thoại tôi xem. Rồi đến lúc nó cũng nhăn rồi. Chưa? Chưa. Mẹ mua đi. Hôm nay ta chứng kiến. Rồi. Môi mắt này, môi môi này. Môi đít này. Các còn một lọ môi mũi nữa. Sao? Kinh thật. Hôm nay cũng ngồi chứng kiến. Thì mẹ nó luôn. Thực phẩm chi lai. Thì là tính mạnh. Mẹ chả, ta chả cần môi cái gì. Cứ ngồi. Based on my experience, your managers don't delegate enough. Based on my experience, your managers don't delegate enough. Based on my experience, your managers don't delegate enough. She was heartbroken.